Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về lợi ích của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây đối với sức khỏe của người cao tuổi. Thưa bạn, khi chúng ta đã có tuổi rồi hay là khi chúng ta đã già đi thì cơ thể của chúng ta gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cho dù là chúng ta có chế độ ăn uống tốt đến mấy hay là chúng ta có tập luyện thể dục thể thao tuy nhiên thì vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh và trên thực tế thì chúng ta cần phải kết hợp với các thực phẩm bổ dưỡng à, hay là các thực phẩm chức năng để bổ sung cho cơ thể các hợp chất dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và khiến cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh từ sâu bên trong và chính vì vậy dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người cao tuổi lựa chọn sử dụng hiện nay bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại vậy thực chất dòng sản phẩm này có công dụng như thế nào tác dụng ra sao và vì sao lại tốt đối với người cao tuổi thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Đầu tiên, đó chính là với dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây này thì được kết hợp từ hồng sâm 6 năm tuổi cùng với đó là nhụy hoa nghệ tây. Đây là được xem là hai nguyên liệu vô cùng quý hiếm, đồng thời là có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe của người dùng. Trong khi hồng sâm 6 năm tuổi có chứa thành phần saponin, một trong những thành phần được xem là có khả năng ngăn ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe thì nhụy hoa nghệ tây lại có chứa rất nhiều các hợp chất giúp bảo vệ cơ thể phòng tránh khỏi nhiều căn bệnh khác nhau. Và chính vì vậy, sản phẩm này được hầu hết những người cao tuổi tại Hàn Quốc và thậm chí là trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng. À, bởi vì không chỉ giúp ngăn ngừa được các căn bệnh nguy hiểm khi về già Mà dòng sản phẩm này nó còn có khả năng là tăng cường sức khỏe Đồng thời là tăng cường sức đề kháng cho người cao tuổi Và khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì chỉ cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh Thì kiểu Anh tin chắc rằng sẽ không có căn bệnh nào xảy đến với các bạn Đầu tiên đó chính là có thể kể đến khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim của nhụy hoa nghệ Tây Uhm, theo nhiều nghiên cứu thực hiện trên động vật và trong các ống nghiệm của các nhà khoa học đã chứng minh rằng nhụy hoa nghệ Tây có chất chống oxy hóa vô cùng cao đồng thời là làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu từ đó ngăn ngừa được sự xuất hiện của bệnh tim mạch vành hay những căn bệnh nguy hiểm về tim xuất hiện ở người cao tuổi Và đây được xem như là một trong những công dụng tuyệt vời của nhụy hoa nghệ Tây và từ đó đã được áp dụng vào trong sản phẩm nước không xâm nhụy hoa nghệ Tây này Công dụng thứ hai của nhụy hoa nghệ tây đó chính là khả năng làm giảm lượng đường trong máu. Nhụy hoa nghệ tây có khả năng làm giảm lượng đường trong máu và tăng độ nhạy insulin và như đã thấy trong các nghiên cứu về ống nghiệm của chuột mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba, nhụy hoa nghệ tây có khả năng cải thiện thị lực ở người trưởng thành bị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác đây được xem như là một trong những công dụng tuyệt vời của nhụy hoa nghệ tây khi được kết hợp với dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ tây này và cuối cùng đó chính là nhụy hoa nghệ tây thì đã được chứng minh là có khả năng cải thiện nhận thức ở người mắc bệnh Alzheimer và phòng chống căn bệnh Alzheimer khi về già. Ở nhụy hoa nghệ tây thì đã được chứng minh rằng các chất chống oxy hóa vô cùng cao, đồng thời nó có khả năng là cải thiện nhận thức đối với những người cao tuổi mắc căn bệnh Alzheimer hay những người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Vâng, với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây mang lại thì đây được xem như là một trong những dòng sản phẩm được người cao tuổi lựa chọn sử dụng để giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời là ngăn chặn các căn bệnh về già, chẳng hạn như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, Alzheimer hay thị lực. Và nếu như các bạn muốn có một sức khỏe tuyệt vời thì Kiều Anh khuyên rằng nên sử dụng sản phẩm này. À, quan trọng là sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây với thiết kế nhỏ gọn như trên tay Kiều Anh đây thì rất dễ dàng sử dụng và mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng từ 1 cho đến 2 gói và trước khi dùng các bạn hãy nhớ cho kiểu anh là hãy hâm nóng lại cái gói như thế này nó sẽ mang lại được hiệu quả cao hơn và uống vào buổi sáng hay buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ và quan trọng là trong khi bụng rỗng để cơ thể hấp thu được hết toàn bộ những dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại Vâng, như vậy có thể thấy những công dụng mà sản phẩm này mang lại vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Ngoài ra thì Kiều Anh cũng khuyên rằng để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất đến từ đất nước Hàn Quốc thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây như bên cạnh Kiều Anh đây và hoặc là các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm nước hồng sâm nhụy hoa nghệ Tây thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.